Xin chào anh em nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu những sẵn hai sản phẩm vừa về mình vừa nhận được luôn nha, là con 2000X. Trước tiên là 2000X, con này là đời sò Toshiba nha anh em, 150W, rất là hiếm nha, chứ không phải đời Saken 70W đâu nha. Anh em thấy không, cảnh hàng máy bay rất là đẹp nha, cảnh rồi đấy, sắc liếm luôn nha. Anh em để ý kỹ nha, nó rất là sắc sảo. Rồi đấy, những sản phẩm như thế này là rất là đẹp, rất đáng để mình sưu tầm nha. Đây, rất là mới luôn. Ruột gan thì cực mới luôn nha, mới tinh luôn nha anh em. Đây. Đấy, không một vết xước sẹo nha. Đây, mình sẽ rọi bên trong cho anh em xem. Đấy, qua ống kính anh em có thể, anh em chỉ cần xem chỗ này thôi. Đấy, chỗ này mà nó không rét á là rất là mới đấy. Cái miếng này tất cả các con đều miếng trắng tinh luôn, là anh biết là nó mới cỡ nào đấy. Rồi. Rất là mới luôn nha. Đây là do vận chuyển thôi nha. Nói chung là cảnh đồ rất là đẹp luôn. Tiếp tục là một em khủng long nha. Con này là rất là khủng, 370W, dòng 7900Z Sansui, đèn tia và đèn nước cho anh em chơi luôn nha. Rất là mới. Em này chạy 4 nguồn điện nha anh em, 4 nguồn điện, rất tiện cho anh em sử dụng. Con này size tới gần 60, rất là lớn, lớn hơn 2X rất là nhiều luôn nha. Đánh được 2 cầu loa AB. Con này đợt trước em có về một con và bác chủ ở Hà Nội cũng đã lấy rồi, và tiếp tục bên đây hàng em bay về một con nữa nha. Giá em nó là 14.700.000 và con 2000X là 14.500.000. Giá em đã bao ship cho anh em nha. 7900Z 14.700.000. Con này là 14.500.000. Anh em nào quan tâm xin liên hệ vào số điện thoại trên nha. Em ship hàng toàn quốc cho anh em. Hàng bao đẹp bao ring cho anh em nha.